quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Hôm nay Mai sẽ mang đến cho các bạn một video tổng hợp các dòng xe sedan B trong tầm giá từ 400 đến 500 triệu dành cho các anh chị đang tìm một chiếc xe đi gia đình nè, hoặc là đi công tác những cái tỉnh lân quanh gần đây ha. Và đầu tiên thì Mai xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc xe Vios 1.5e đời 2018. Chiếc xe này rất là đẹp, mọi người, đi mới có 20.000 cây thôi, còn chưa hết rô đai nữa. Và đặc biệt là đối với các anh chị nào mà mình hộ khẩu ở Sài Gòn á, thì biển số thành phố này mình sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xe hơn ha. Đây, đối với một chiếc xe đời 2018 thì chắc chắn thì mà đi mới có 20.000 cây nữa thì vỏ của mình sẽ là vỏ nguyên zin. Đây, vỏ nguyên zin ha. Đây là đét vỏ nè, đời đét vỏ này là tầng thứ 32 của năm 2018 ha. Rồi vì đây là cái video tổng hợp á, nên là Mai sẽ đi hơi nhanh một chút xíu ha. Mình sẽ xem qua phần nội thất nè. Đây, một chiếc xe Vios đời 2018. Nội thất ở chiếc này thì nó còn nguyên bản mọi người, nên là nếu anh chị nào muốn có thêm trang bị thêm thì mình có thể thêm màn hình nè. Nhưng mà chủ xe này thì thật ra là cũng giữ xe rất là kỹ đó, để lót sàn rồi nè, dán phim rồi nè. Đó. Đây phần nội thất phần ghế sau ha. Da ghế vẫn còn rất là căng, bóng. Nội thất xe thì màu kem. Đặc biệt chiếc xe này là lớp sơ cua chưa hạ luôn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe rất là lướt. Chiếc xe này là cũng Vios luôn, nhưng mà tầm tiền nó sẽ hơi cao hơn một chút xíu. Đây là chiếc xe Vios bản G đời 2019. Đi chỉ mới 12.000 km thôi mọi người. Giá là 538 triệu nha. 538 triệu với một chiếc xe rất là lướt và rẻ hơn xe mới 60-70 triệu là rất là nhiều, không ít đâu mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xe ha. Chiếc xe này thì rất là đẹp, không có nhiều thứ để nói đâu, tại vì nó đi mới có 12.000 km thôi mà. Đây ha, mọi người có thể kiểm tra được cái độ sâu của gai vỏ nè. Mâm thì còn rất là mới nè. Rồi mình sẽ đi sơ vào nội thất một chút xíu nha. Vì đây là chiếc Vios bản G nên đã được trang bị đầy đủ màn hình khởi động start stop. Chủ xe cũng mới đi bảo dưỡng hãng xong, nên là các bạn yên tâm. Sàn xe thì chưa được bọc, nên là anh chị nào kỹ thì mình về mình sẽ bọc lại sàn xe ha. Ghế ở đây là ghế da, nội thất màu kem. Da ra xe cũng đã được dán phim rồi. Có cả cam lùi nè, có đầy đủ hết. Trang bị nói chung là khá là đầy đủ nè. Ở phía sau mình có cả những cái led Oppo như thế này, nhìn rất là thể thao, hay là viền nẹp inox nữa. Và tiếp theo một cái đại diện cũng đối với Mai thì Mai rất thích dòng xe này, tại vì đặc biệt trong phân khúc B mà xe nhập khẩu thì rất là ít, chỉ có của Mazda 2 nè và Kia Rio thôi. Và đây là một chiếc Mazda 2. Đây là chiếc Mazda 2 đời 2019, màu xanh dương. Chiếc xe này đi mới có 29.000 km thôi mọi người ơi. Giá của nó là 478 triệu, phiên bản này là phiên bản Deluxe nha. Đối với Mazda thì các trang bị tiện nghi trên xe rất là đầy đủ. Có nội thất khá là mới nè, nội thất màu đen. Ghế thì là ghế nỉ nha mọi người. Nội thất còn mới lắm, vào trong nội thất mình còn nghe mùi thơm luôn á. Và cái phần lưng ghế, các thứ nó còn rất là căng nè. Đó. Thì tầm 478 triệu sở hữu một chiếc xe Mazda nhập khẩu. Rất là đẹp, rất là đáng tiền đúng không? À, nếu như tầm tiền của mình có thể hơi thấp hơn một chút xíu, thì Mai cũng có một chiếc Mazda nữa, màu trắng. Và đời của nó sẽ hơi sâu một chút xíu nha, đời 2015. Với giá chỉ có 412 triệu thôi. Đây, bởi vì là xe nhập khẩu nên là mình cũng chia sẻ với mọi người là chiếc xe này đi rất là êm, rất là thích luôn. Và cũng được trang bị rất là đầy đủ nè, màn hình nè, nội thất rất là mới ha. Ghế sẽ là ghế da nhé. Đó. Xe trang bị rất là nhiều đầy đủ nè, có sàn đã được bọc
5D, rồi ghế da, dán phim. Xe này thì đi được 73.000 km rồi, và mình vẫn có hỗ trợ trả góp cho xe này luôn ha. Chủ xe đã vừa mới thay 4 cái vỏ Michelin mới nè, chưa đi được bao nhiêu hết trơn nè, còn độ mà sâu của cái gai nó còn rất là sâu. Đời 2015 mà mọi người đòi lớp zin thì mình nghĩ là không nên, tại vì xe khách đã đi được 70.000 thì nên thay cho nó 4 cái vỏ mới. Còn nếu mà xe mà còn 4 cái vỏ nguyên zin thì về mình cũng tốn tiền mình thay thôi. Đó, thì ngoài ra thì bên mình còn những dòng xe sedan phân khúc B khác như là Accent nè. Accent mình đang có hai chiếc, một chiếc xe lướt bản đặc biệt đời 2018 màu trắng. Đi mới có 22.000 cây thôi và chủ xe cũng rất là cưng xe, lên rất là nhiều đồ chơi rồi. Và còn nếu mà anh chị nào đang tìm một chiếc xe Accent số sàn đời cao cao một chút đời 2019 vẫn còn góp được nè, và cũng đầy đủ option, thì bên mình cũng có một chiếc màu bạc nữa ha. Rồi, thì những dòng xe sedan B ở đây hiện tại mình đang có thì đều có thể hỗ trợ cho anh chị trả góp đến khoảng tầm 70%, 60-70% ha. Và thủ tục trả góp thì cũng rất là đơn giản thôi. Anh chị nào quan tâm thì cứ comment bên dưới để lại thông tin thì mình sẽ hỗ trợ cho các anh chị ha. Rồi, video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Anh chị có cái bình luận góp ý gì thì hãy để lại comment phía dưới cho Mai ha. Và cho Mai xin một like để có thêm động lực để làm nhiều video tốt hơn cho mọi người nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.